Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp vỡ? Chuyên gia cho rằng nếu đập Tam Hiệp vỡ sẽ là thảm họa cực lớn, khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Mưa lũ liên tục làm mực nước ở hồ thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vượt mức báo động, khiến nhiều người lo ngại con đập lớn nhất thế giới bị vỡ trong năm nay. Mưa lũ đang hoành hành tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc có thể gây ra nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Hiện sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang có lũ lớn, gây ra thiệt hại đối với nhiều thành phố, đe dọa nguy cơ mất an toàn cho một số đập nhỏ ở thượng nguồn của các sông nhánh cũng như phụ lưu sông Dương Tử. Thành phố Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các trận mưa xối xả trong những ngày qua. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp hiện đã đạt 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Đập Tam Hiệp được thiết kế để đáp ứng mực nước 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m khối một giây. Việc đập Tam Hiệp vượt quá mức cảnh báo lũ là điều hết sức đáng lo ngại. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn trong phạm vi an toàn, khả năng an toàn của đập vẫn được đảm bảo. Họ cho rằng với mực nước 147m và lượng nước vào 26.500 m khối một giây, đập vẫn an toàn. Trung Quốc vẫn khẳng định có thể kiểm soát được, song mùa mưa mới chỉ bắt đầu. Muốn đánh giá tác động, sức chịu đựng của đập như thế nào thì cần phải xem xét lượng mưa tiếp theo trong thời gian tới. Tôi cho rằng Trung Quốc cũng sẽ làm hết cách để bảo vệ đập. Trong trường hợp xấu nhất thì họ cũng sẽ có các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi thêm trong tình huống này. Hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đó là thảm họa cực lớn. Nên nhớ rằng đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới, quy mô công trình lớn. Đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá nhanh chóng, nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không lường nếu sự cố vỡ đập xảy ra. Bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. 1/3 diện tích Trung Quốc trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Việc ngoài hàng loạt các làng mạc bị nhấn chìm, nhiều công trình, nhà máy, di tích cũng sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra biển, thì việc mất nguồn cung cấp điện khổng lồ sẽ khiến cho Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Toàn bộ sông Dương Tử nằm ở lưu vực thuộc phạm vi của Trung Quốc, do đó con sông này không có tác động ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á. Dương Tử vốn là dòng sông có khả năng cung cấp nước lớn cho miền Trung Trung Quốc, đồng thời cấp cho cả phía Bắc Trung Quốc. Thực ra đây là những vùng có lũ, mưa lớn, hàng năm nước dư thừa. Cho nên Trung Quốc đang xây dựng vạn lý trường thành về nước để chuyển nước từ sông Dương Tử qua sông Hoàng Hà về phía Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Tại Trung Quốc có nhiều tranh luận liên quan đến việc xây dựng đập Tam Hiệp, nhất là trong giới chuyên gia, khi nhiều người hoài nghi tính hiệu quả, phản đối việc xây dựng đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức hoàn thành vào năm 2009. Con đập này xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc là Dương Tử. Trung Quốc là nước có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các đập lớn. Vì thế, việc xây dựng đập Tam Hiệp được lên kế hoạch thực hiện theo các chỉ định nghiêm ngặt. Quá trình xây dựng công trình lớn như vậy có nhiều ý kiến khác nhau từ các giới trong việc tranh luận về việc thực hiện cũng là điều hoàn toàn bình thường. Các tranh cãi chủ yếu tập trung vào tính hiệu quả cũng như tính tác động rủi ro và nguy cơ từ đập Tam Hiệp đem lại. Thế nhưng cần phải khẳng định rằng đây là công trình tầm cỡ thế giới. Việc đảm bảo an toàn cho công trình này được Trung Quốc hết sức chú trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn của đập là vấn đề hết sức lưu tâm, bởi nguy cơ vỡ đập là không loại trừ. Sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới cách đây mấy năm. Đập lớn nhất của Mỹ là đập Oroville cũng đã đối mặt với nguy cơ vỡ, mặc dù là quy mô hạ tầng của đập này rất đảm bảo, song lũ lớn đã khiến vỡ tuyến tràn. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã tác động tiêu cực đến hệ sinh thái môi trường xung quanh như thế nào? Bất kỳ công trình nào cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường. Vấn đề là cần đánh giá xem nó có tạo ra sự cân bằng đối với hệ sinh thái môi trường và xã hội như thế nào. Đập Tam Hiệp lớn ảnh hưởng nhiều đến môi trường, hàng nghìn hộ dân phải di dời. Tất cả những yếu tố đó đều tác động đến hệ sinh thái của môi trường. Tuy chưa có số liệu để đánh giá chính xác tác động của đập Tam Hiệp, song những tác động đến môi trường hệ sinh thái từ việc xây dựng con đập này là không tránh khỏi,
trong đó có những tác động tích cực cũng như tác động tiêu cực. Hiện các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu về tác động của việc xây dựng đập Tam Hiệp có tác động đến động đất, gây đứt gãy vỏ của trái đất, song vẫn chưa có cơ sở để khẳng định điều này. Bởi vì đập Tam Hiệp chỉ là con số rất nhỏ, cách hàng trăm km so với bề dày của trái đất. Tuy nhiên, phải khẳng định, vùng thượng nguồn sông Dương Tử Vân Nam Quý Châu, vùng Tây Nam Trung Quốc có những mặt đứt gãy về địa chất. Đây là nơi phát sinh nhiều trận động đất ở Trung Quốc. Ngoài ra, việc xây dựng đập Tam Hiệp ngăn dòng chảy có thể sẽ tác động đến địa chất, biến đổi hệ sinh thái xung quanh, khiến gia tăng nhiệt độ, đe dọa các loài thủy sản trong lòng hồ. Các chuyên gia Trung Quốc đầu tuần này cảnh báo nguy cơ cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ vì nghi vấn các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Cảnh báo của vị chuyên gia này là thông tin cần thiết hết sức lưu tâm. Bất cứ con đập nào khi xây dựng cũng được tiến hành một cách thận trọng và tuân thủ các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt, song cũng không thể nào đảm bảo được tuyệt đối, cần phải có các quan trắc và theo dõi thường xuyên. Hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, song các nguy cơ tiềm ẩn đối với đập Tam Hiệp vẫn rất cao. Có ý kiến cho rằng tình trạng nước trong lòng hồ Tam Hiệp vượt ngưỡng báo động. Vậy có giải pháp nào để ngăn nguy cơ vỡ đập xảy ra? Đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đập này được xây dựng bằng bê tông, do đó khi lũ tràn về, áp lực nước lớn nhưng không dễ vỡ như các đập xây bằng đất. Trong trường hợp đập bị vỡ, sẽ vỡ ở các phạm vi nhỏ trước. Trong trường hợp này, Trung Quốc có thể cho phá rộng các phạm vi nhỏ này để tăng thêm nguồn nước chảy quét xuống dưới đập. Khi có thêm nguồn nước được thoát ra ngoài, sẽ khiến mực nước trong lòng hồ sẽ giảm, tính chất nguy hiểm đối với đập cũng giảm đi rất nhiều. Cần lưu ý rằng, biện pháp này chỉ thực hiện trong trường hợp các cửa tràn đã mở hết mà lũ về vẫn cao. Mục đích là điều tiết được mức nước hồ giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị, 11 trong số 12 dự ngôn của chuyên gia thủy lợi về đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm. Điều cuối cùng, liệu có thành sự thực? Giới địa lý cho rằng Tam Hiệp là long mạch lớn nhất thế giới, nó mang lại lợi ích và nuôi dưỡng quốc gia Trung Quốc. Giờ đây, những người được gọi là học giả và chuyên gia không có kiến thức về phong thủy bát quái đã thay đổi long mạch lớn nhất của Trung Quốc và phá hủy phong thủy của Trung Quốc. Và thảm họa lớn do sự phá hủy này đem tới cho các thế hệ tương lai là vô cùng vô tận. Sông Dương Tử là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Con sông này chảy qua 19 tỉnh, thành phố và khu tự trị của đất nước, đã nuôi dưỡng hơn 1/3 người dân Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Quả không sai với cái tên dòng sông mẹ. Sông Dương Tử bắt nguồn từ sông Băng Thương Căn Định ở phía tây nam của đỉnh núi Kalenda Đông, đỉnh núi cao nhất của dãy núi Changula trên cao nguyên Tây Tạng với tổng chiều dài 6.300 km. Tam Hiệp của con sông Dương Tử bắt đầu từ phía tây huyện Phụng Tiết của thành phố Trùng Khánh và đến phía đông thành phố Nghi Sương ở tỉnh Hồ Bắc. Từ tây sang đông có 3 đoạn hẻm núi lớn như hẻm núi Cù Đường, hẻm núi Phu Hạp và hẻm núi Tây Lăng. Tam Hiệp của sông Dương Tử được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó đang mang lại lợi ích và nuôi dưỡng đất nước Trung Quốc trong hàng ngàn năm. Nhưng các nhà phong thủy cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng đập Tam Hiệp đã cắt đứt long mạch của dân tộc Trung Hoa, phá hủy phong thủy Trung Quốc, dẫn đến thảm họa ở lưu vực Tam Hiệp hết lần này đến lần khác. Kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006, nó đã hình thành một hồ chứa khổng lồ với chiều dài 600 km. Điều này rất hiếm trên thế giới. Nhà phong thủy cho rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp đã cắt đứt long mạch của đất nước Trung Quốc, sẽ hủy diệt những ngọn núi con sông tuyệt đẹp của dân tộc Trung Hoa và mang tới những tổn thất vô hình không ước tính được. Theo lý thuyết phong thủy của Trung Quốc, địa hình của Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam, tên gọi là Thiên Khuynh Tây Bắc, Địa Hạ Đông Nam. Theo bát quái, phía Đông Bắc là cứng, núi Côn Lôn thuộc loại Tố Sơn. Từ quan điểm của triết học truyền thống Trung Quốc, thiên địa nhân nhất khí, khí nhân tụ ở mặt đất thành long mạch, tạo thành sơn mạch và thủy mạch. Do đó, bắt đầu từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có 3 sơn long và 2 thủy long. Long mạch qua đi, đất nước sẽ thịnh vượng, long mạch bị tắc nghẽn, vận của quốc gia tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, thêm tiền cũng không đủ. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã khẳng định các lợi ích của đập Tam Hiệp lớn hơn so với chi phí và những vấn đề liên quan. Dù vậy, vào năm 2011, Bắc Kinh hứa chi 1.238 tỷ nhân dân tệ để cố gắng khắc phục các hệ quả. Bắc Kinh cam kết nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường và tạo ra một cơ chế lâu dài, ngăn chặn các thảm họa địa chất. Tuy nhiên, đại biểu Tạ khẳng định với Reuters rằng đến cuối năm ngoái,
chưa đến phân nửa số tiền đó được giải ngân và thảm họa lớn do sự phá hủy này đem tới cho các thế hệ tương lai là vô cùng vô tận. Người xưa nói thiên nhiên là không thể chinh phục và bất khả chiến bại, con người chỉ có thể thích nghi với tự nhiên và tận dụng tự nhiên. Long mạch phong thủy cũng không thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa cho nhân loại. Khi còn sống, ông Hoàng Vạn Lý, tức một chuyên gia thủy lợi và giáo sư nổi tiếng tại Đại học Thanh Hoa, đã dự đoán 12 hậu quả thảm khốc đối với đập Tam Hiệp. 11 dự đoán đầu tiên đã ứng nghiệm trong những năm qua. Dự đoán của ông bao gồm 1. Sự sụp đổ của kẻ chính ở hạ lưu sông Dương Tử. 2. Vận chuyển tàu thuyền tắc nghẽn. 3. Vấn đề di dân. 4. Vấn đề phù sa. 5. Chất lượng nước xấu đi. 6. Sản xuất điện không đủ. 7. Khí hậu bất thường. 8. Thường xảy ra địa chấn. 9. Bệnh sán máng lây lan. 10. Suy thoái sinh thái. 11. Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn. Dự báo cuối cùng của ông là đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ buộc phải nổ tung. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!